Dạ hai thằng và chào cả nhà mình nha. Thì bây giờ là cũng cuối năm cả nhà. Thì ngày hôm nay thì gia đình của thằng Gòm đi tảo mộ ba. Thì cũng trôi qua 13 năm thằng Gòm mồ côi cha rồi mọi người. Rồi em thằng Gòm thì mất năm nay là 12 năm cả nhà, 12 năm rồi cả nhà. Đây là ngôi mộ của ba thằng Gòm với em trai thằng Gòm với cậu ruột thằng Gòm cả nhà. Ở đây là trước đây á, là đất của ngoại thằng Gòm cho nên thì mới chung cất ba với em với lại cậu ở đây cả nhà. Nhưng mà sau này thì, do ngoại làm ăn thua lỗ cả nhà, rồi phải bán cái đất này cho người ta. Bây giờ thì người ta cho để nhờ mộ ở đây, thì người ta nói thì tới một ngày nào đó người ta cần thì phải di dời đi. Trước ngoại bán thì ngoại có ký hợp đồng với người ta là 5 năm sau là bắt buộc là phải dọn mộ đi cả nhà. Nhưng mà thằng Gòm có xin người ta thì nói cho để lại để nhờ đi, rồi khi nào mà gấp lắm á, thì mới có hướng xử lý cả nhà. Chứ thật sự ra là thằng Gòm rất là ngại cái vấn đề mà di dời mộ này kia kiểu cả nhà. Mấy cái chuyện tâm linh này thằng Gòm không dám mình tới ấn lắm. Phần mộ của em trai thằng Gòm mà trước đây cả nhà là lúc đó là không có tiền để làm luôn. Cái của ba thì được người ta cho. Rồi tới của 2 năm sau thì em thằng Gòm mất thì không có tiền để làm một cái ngôi mộ mà để ốp gạch ốp đá cả nhà. Cho nên là chỉ có xây tạm lên thôi. Nhưng mà bây giờ ví dụ như bây giờ mà muốn sửa thằng Gòm cũng không dám sửa cả nhà. Tại vì nghe cũng có người nói ra nói vô thì nên để vậy đi, có người kêu sửa cũng được, xin thì sửa được thôi. Mà thằng Gòm nghe thằng Gòm sợ cả nhà, không dám đụng tới. Quen là hết ra. Bây giờ là mỗi năm là chỉ có mà tới ngày tảo mộ thì mang vôi ra cả nhà, quét lên, bắt đầu là mới lấy sơn lăn lên cả nhà. Đây thằng Gòm cũng mua thùng sơn ha. Mấy năm trước mua mấy cái lọ sơn nó nhỏ nhỏ này cả nhà. Cái lọ đó là như là 15 ngàn một tiếp cả nhà. Nhưng mà ngày hôm nay năm nay được chơi xịn hơn chút, mua nguyên cái thùng sơn vậy cả nhà, 250 cả nhà. Tính ra năm nay là ăn Tết lớn hơn 250. Anh về ăn Tết với gia đình vợ con nha. Khóc đi hổn chửi giờ nè. Anh ơi, mẹ và anh, vợ em con. Cha lo chuồng tương bến nhà con cho mới lại để ăn Tết với gia đình nha con. Thôi con với bà con ở nơi suối vàng bên kia cũng luôn bình an khỏe mạnh. Mẹ chúc mà cha con và con mạnh khỏe nha. Cho phép mẹ được bao chùi sơn quét nhà con lại cho mới. Rồi Tết con với ba con về nhà và các cháu vậy đó. Có bạn bè con gì đó về nhà ăn Tết với gia đình nha. Mẹ thắp lấy hương nhang lên. Cậu ba, cho chị thắp hương nhang cho em. Mẹ tảo mộ hôm qua vợ con của em về tảo mộ cho em trước rồi. Bữa nay Thuận và chị hai và cháu em thắp hương nhang cho em nha. Em cũng phù hộ cho gia đình cha mẹ được mạnh khỏe. Mẹ giờ yếu lắm cậu ơi. Cha cũng yếu, phù hộ cho cha mẹ được mạnh khỏe. Này lấy chổi quét hay sao? Quét thì khỏi hốt đi. Không có chổi đâu hả? Chổi này nằm đâu?
Rồi con xin xong rồi đó, giờ mình dọn đi. Thùng B hả? Mình hỏi chú Hùng đó. Thùng B con nghe thùng B. Lấy đâu rồi, chổi đâu ta? Hồi nãy nó đang nói cái thùng trộn chưa B, chưa ai trả lời. Chổi hết rồi. Lấy thùng B. Nãy ai đẩy ra đâu rồi? B lát hoa dâu á. Ừ, chứ không có thùng B đâu có làm được. Để vô lấy thùng B đi. Để vô lấy, nãy hỏi rồi không ai trả lời hết trơn. Ôi, chổi nè. Cái này là để quét đấy, không có lấy. Nè cái kẹp nè. Cái đó tay nghe nè, tay gì nè. Cái thùng chị hai về lấy nhà lấy hay là em đổi vô nhà về nhà lấy. Mình cởi cái rồi. Mình kia hết, mình kia hết. Để hết, để quét ở trên đi ấy. Có thuốc rồi. Hồi nãy thường gồm nói nhầm cái nha. Ba thường gồm là mất 2011 thì năm nay 2014 thì mất 13 năm rồi cả nhà. Còn em trai thường gồm 2015 năm 2014 thì mất như anh ta 11 năm. 2014. Em trai thường gồm mất 11 năm rồi cả nhà. Ba mất xong thì tầm gần 2 năm sau. 2 năm sau thì em trai thường gồm bị tai nạn mất cái. Quét sờ cái đi. Quét tên nó xuống rồi. Cái chỗ này quét khó quét. Cậu anh kia, cậu anh kia. Mũi cái này. Hồi trước là em trai thường gồm cái nhà. Chạy xe ngoài đường lúc đó chắc tầm 6-7 giờ cái nhà. Cái bây giờ chiều rồi chạy. Mình chạy xuống người ta chạy lên cái nhà. Hai thằng chạy ngược chiều với nhau. Hai thằng không có nào có bằng lái hết trơn cái nhà. Đèn xe cũng không có luôn cả nhà. Rồi chạy không biết làm sao nữa mà đụng với nhau, đụng ngay giữa luôn, giữa tim luôn cả nhà, đụng ngay giữa tim đường luôn. Rồi công an vô đo rồi khám nghiệm này kia các kiểu cả nhà. Xong rồi cái ba của thằng nhóc bên kia năn nỉ kêu là thôi bỏ qua làm giấy bãi nại đi, đừng có sự kiện, nhà ổng không có tiền để ổng phụ tiền qua chai cho, hòm gương cho. Thì bây giờ em mình mất rồi, cái nhà lỡ mất rồi đâu ai mong muốn đâu, thì thôi cũng nghĩ tình là nghĩ sớm rồi cũng làm giấy bãi nại bỏ qua cả nhà, cũng không có nói gì hết trơn, cũng không có bắt cái này bắt cái gì hết kia hết trơn, xui rủi không ai muốn. Dù biết là em mình mất thì mình cũng buồn nhưng mà thôi nói với ông ngoại thôi bỏ qua rồi không, rồi cái người ta kêu để người ta phụ tiền làm đám rồi hòm gương không xui hết cho, đừng có thưa kiện người ta để có công con người ta ở tù, thế thôi mình bỏ qua. Xong cái tới chừng ngày cái làm đám xong cái người ta kêu giờ muốn thừa thưa đi, ta không được đưa đấy, thích thừa thưa đi. Thằng gồm lúc đó bị gãy chân cái nhà, bị gãy cái chân này đâu có đi được đâu, phải chống cái nạn đi ra ngoài công an cái nhà, ra ngoài ra công an huyện á, cái xong rồi chống cái nạn lên trên lầu, cái gặp mấy chú công an ngồi xuống kêu giờ hai bên giải quyết làm sao. Cái thằng gồm nói là giờ chỉ mong muốn là nhà không có tiền, chỉ mong muốn là người ta phụ tiền làm đám ma cho em trai của tôi thôi. Cái ông bên kia ông nói bây giờ thích thưa thì ông hầu thưa kiện gì thưa, chứ ông không có đền không gì hết. Ông nói vậy cả nhà, nguyên câu nguyên gia ông nói luôn cả nhà, thì sự bó tay luôn. Ông chú công an nói kêu ông nói chuyện gì không tình không nghĩa hết trơn vậy, người ta đã bỏ qua người ta không có thưa kiện ông rồi mà ông còn nói như vậy nữa, ông sống không có tình không nghĩa hết trơn vậy. Ông kêu thích thì thưa đi ông hầu, chứ ông không có đền gì hết trơn. Nhiều người họ sống làm sao cái không hiểu nổi nữa. Lúc gặp chuyện ấy năn nỉ ôi, cái tới trường cái thấy người ta phất lợi thế rồi cái bắt đầu quay ngang là nói ngang nói càng không à. Hồi trước đâu có tiền mà làm đám ma đám gì đâu cả nhà, nói chung là đi xin người ta thôi, xin hòm xin đồ xin này này kia, cái cả đều xin. Đến cái ngôi mộ cả nhà mình thấy không, cũng đâu có ốp đá ốp chỗ này ốp đồ kia đây. Hồi trước ba mất á thì lúc đó còn có cậu làm có tiền, cái cậu cho tiền để ốp đá đồ này kia cả nhà đó, cậu bên đó đó, ông cậu ruột đó, ông cậu thứ ba đó, mà tới chừng cái ổng mất rồi ai đâu ấy nữa. Nghe cậu làm có tiền tự mới tao tự cậu bảy xong rồi cậu phải lẽ ngày qua này là ông bằng hết chân bả tỏ rồi đó, đợi tới tuôn ra cái mần. Để trời chưa tới ngày tá mộ ta chưa xin nó mấy ông đòi mần cỏ trước rồi. Để trời
mấy ông tự cúng tự mần tự biểu diễn luôn. Mấy ông làm như mấy ông quản lý nghĩa trang vậy. Quản lý nghĩa trang này anh dọn thịt bon nè. Mấy ông cố rồi, mấy ông cố. Người ta là toàn là mộ bia không, mỗi ông hùng mà chết là để mộ rượu. Uống rượu quá á chứ uống. Ông hùng uống rượu quá hả ông hùng? Bia không uống, uống rượu mà. Anh ơi anh yên nghỉ rồi anh yên tâm đi, có anh hàng xóm ở với em rồi. Nghe hết ham luôn. Nãy giờ ông già ông hơi nóng đó mà ông không nói được hay đó. Đứng kế bên ổng mà cứ cứ khoe là chồng này chồng kia, chồng túi chồng này. Ổng chọn cho tao đó, 30 thằng ổng chọn được thằng súng. Ủa nhưng bé luôn chọn cho thằng súng. Ừ, ổng chọn cho đó. Rồi nãy có anh hàng xóm, anh yên tâm có anh hàng xóm đi. Anh hàng xóm nhiệt tình á. Tao qua tao tả mộ anh hàng xóm. Mẹ. Anh hàng xóm dọn dẹp giùm đó, tội nghiệp ổng, ổng cai quản ở đây nè. Ổng cai quản đây luôn. Ổng đâu rồi, đây nè ổng nè. Ơi, nhớ phù hộ cho chú này mạnh khỏe mà cái chân ổng chú sao độc đắc nè. Mày nhớ phù hộ chậu có sức khỏe nhậu nhiều vô tí nữa. Nhiều bữa nào mà vô thì cũng không nhậu đâu. An nè, An dễ thương lắm á. Anh thương ông bà cô chú lắm nè, thằng này thương dữ, thương người dữ lắm nè. Vô nó chiều chiều bữa nào mày vô mình cũng không nhậu ta. Chưa kẹt tới vũ đâu. Có ba đứa con hai trai gái mà anh tham gia anh dẫn nhỏ đi luôn theo ông luôn, cái chi tài sản hay gì bắt nhỏ đi luôn để chuồn cho em rồi. Mình đừng nói vậy, lão ông dạo nói hên đó, tao còn lương tình tao dẫn một thằng thôi đó, nghe lạnh tóc gái liền không. Đừng có nói gì chân á, trời ơi được rồi. Lúc trước ông cũng nói rồi, ông nói lúc ổng bệnh á, ông nói cho ăn cho ổng về cái lạy đi, còn á mày chuột ống hạt, ông nói bỏ lại cho mẹ nuôi á, với con hoài thương. Nghe cái lạnh tóc gái trời. Ông nói thằng con cọp đi theo ổng, ổng mèo. Nó nói thương cho chùa nhỏ lại nha, nhỏ. Nó ra nó thương cho ông. Rồi, ông Bảy bị dướng rồi kìa. Ông Bảy á, anh thấy không? Bảy cô đơn á, Bảy dướng. Kìa. Cô Bảy bị dướng kìa. Ông Bảy chưa là hai, chưa thôi chị hai. Chưa ảnh định thấy em. Thấy em ngán quá, ngán quá. Thôi mà cô Bảy kìa. Chứ làm cái gì mà có bụi cái là nó bị nổi liền à. Rồi dị ứng cái này nè. Vậy thôi khỏi làm. Dị ứng mấy cái này nè. Ông dị ứng bụi. Vậy khỏi làm đi, em rửa mặt ngoài đi.
An Sơn xong cũng đẹp rồi, nguyên màu xanh luôn, năm nào cũng màu xanh hết trơn. Giờ còn ở đây chỉ có thằng Gòm với bà Dung Quế với Thương Xích cả nhà. Mọi người thì vô mua dây chai hết cả nhà ơi, chia nhau làm. Này lấy cái cây chọc chọc cái này cho nó cháy hết cho miếng này đi. Khát nước rồi, giờ cho con đi nha, uống được đâu thì muốn nha. Bây giờ thì gia đình của thằng Gòm mà dọn dẹp đồ đạc đem vô cả nhà, cũng chưa nắng lắm này. Rồi trời. Về trời ơi, lâu lắm mới uống hồng đỏ. Rồi năm nay cái miếng cái này nó bể luôn rồi chạy. Nó lứt ra luôn rồi. Dục đâu rồi ta?
miếng này bể luôn rồi. À, nhà mới đẹp gọn gàng sạch sẽ rồi thì thôi con xin phép mời ba với lại cậu với lại em trai vô nhà ăn Tết cùng với gia đình luôn nha. Bây giờ thì thôi xin phép gia đình vô trong nhà trước rồi ba với cậu với em tranh thủ vô nhà đón Tết cùng với gia đình nha. Bây giờ thì gia đình có thương gom đi về nhà, mọi người đi về nhà để dọn dẹp nhà cửa để còn đi mua dây chai phụ mẹ để chuẩn bị đón Tết ở cái nhà mình ha. Thì mỗi một năm thì cứ ra dọn dẹp vậy thôi cả nhà. Cứ mỗi một năm tới ngày 23, 24 hoặc 25 thì gia đình thường gồm sẽ ra đây để dọn dẹp mộ của ba rồi với lại là em trai. Còn mộ của cậu thì có gia đình của cậu rồi, có vợ cậu với lại con của cậu về dọn hồi sáng sớm rồi cả nhà. Thì thôi bây giờ thì thường gồm xin phép kính chúc cả nhà mình bước sang năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, gặp nhiều điều may mắn nha. Còn giờ xin phép cả nhà mình, ba chào tạm biệt cả nhà mình, hẹn gặp cả nhà lý tiếp theo. Bye.